Hello, Sexy Gaming. Xin chào các bạn, hôm nay sẽ là một tựa game tuy đã lâu nhưng chưa bao giờ cũ. Đó chính là tựa game Nekketsu Kakutou Densetsu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái màn đầu tiên. Đó chính là cái màn trong trường học. Đây chính là nhà máy điện ở kế bên cái trường học của mình nha. Mà trời gì ngu như lau vô điện. Đó chính là tên cái tựa game này. Mà thật ra thì cái lúc mà tôi tìm lại cái tựa game này thì tôi mới biết nó tên là như vậy thôi. Chứ hồi xưa tôi hay gọi cái trò này là đánh gió cọp. Bởi vì chùm cuối là hai con cọp. Còn không biết các bạn gọi cái tựa game này tiếng Việt là gì, hãy để lại comment cho mình biết nha. Mấy cái game ngày xưa thì nội dung không thể nào mà đơn giản hơn. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Kunio, khi mà rời khỏi trường học thì phát hiện ra một cái mẫu giấy khiêu chiến ghi là bọn ta tổ chức một đại hội võ thuật để tìm ra học sinh mạnh nhất Nhật Bản, ký tên Song Hổ. Thì vốn đã có sẵn máu giang hổ trong người rồi, Kunio lập tức tham gia cái đại hội võ lâm này và còn rủ thêm cái thằng bạn Riki của mình tham gia nữa. Ở đây có 5 loại võ cho mình chọn nha. Cái loại đầu tiên đó chính là đấu sĩ, loại này thì cân bằng về các chỉ số, không mạnh và cũng không yếu. Loại thứ hai đó chính là võ thuật sư, cái loại này thì các đòn đấm tay rất là mạnh. Và loại thứ ba là kung fu, loại này thì các đòn đá rất là mạnh. Và loại cuối cùng đó chính là judo, loại này thì các đòn quật ngã đối phương rất là mạnh. Ở đây mình sẽ chọn võ thuật sư Riki làm đồng đội của mình. Và đây đó chính là cái bản mặt của mình, cái thằng đầu đinh này nè. Họ nhìn đẹp trai chưa? Một điều đó là mình thấy ít có ai để ý, đó chính là chọn ngày sinh cho nhân vật của mình. Ở cái trong game này á, ngày sinh có liên quan tới cung hoàng đạo. Nếu mà cung hoàng đạo hợp nhau á, thì khi mà chúng ta chơi từ chiêu hay còn gọi là chiêu tức sát thì cái vạch đen nó sẽ di chuyển chậm hơn, chúng ta sẽ dễ bấm hơn. Ví dụ ở đây á, mình chọn ngày 1 tháng 1 đó chính là cung Market thì sẽ hợp với những ngày sinh tháng 7 cùng cự giải. Còn nhóm máu á, mình không rõ là có gì quan trọng trong game này không, mình sẽ chọn đại là nhóm máu A nha. Ở đây chúng ta có 5 cái luật thi đấu. Luật đầu tiên đó chính là chơi tuyệt chiêu 10 lần sẽ thắng. Thứ hai đó là ném kẻ địch vào cái hầm trong hoặc là điện giật 10 lần sẽ thắng. Còn luật thứ ba là quật ngã đối phương 10 lần. Luật thứ tư là tránh không để đối phương đánh mình trong 50 giây đầu tiên sẽ thắng. Và luật thứ năm là không có luật lệ nào hết. Gặp là múc. Mình thích cái luật thứ năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái màn đầu tiên. Đó chính là cái màn trong trường học. Cái này mình không biết ở đâu, mình nói đại là trong trường học đi nha. Đó, mình đó chính là nhân vật mặc cái quần đùi màu vàng á, còn bộ mình á là mặc cái quần dài màu vàng. Đó, đánh với hai đối thủ đó chính là Kunio và Mac. Nhìn mặc đồ thì mình đoán hai đối thủ này là boxing. Các đòn tay đó rất là mạnh. Bạn phải để ý cái đòn tay của hai này nha. Đây mình xử thằng Mát, mình đang xử Mát. Còn bộ mình xử Kunio mà nó cứ chạy qua chạy lại hoài. Hút nó bồ. Hút nó. Đừng có cho nó tuyệt chiêu, nó lại gần nó tuyệt chiêu á. Ây da, lỡ đâm. Lỡ lên gói con bồ. Ây da. Chết mồ, lỡ chụp bồ. Ê, máu. U đầy máu luôn. Ngon. Mày. Đánh bồ tao. Lên gói nó. Trời, nó có chiêu bài đá đẹp vậy. Mày dám đánh bồ tao hả? Sợ đấm. Sợ mình đấm trúng bồ chết. Bồ sắp hết máu. Đấm nó, đấm nó bồ. Mời, để tao lo cho. Yeah. Ôi, bồ sắp chết luôn. Bồ sắp chết luôn. Anh mày nha, hên là nhà tôi cứu á. Chúng ta đang ở locker room, đó chính là phòng thay đồ. Thay đồ rồi, chuẩn bị đấu màn 2 rồi chứ. Đây chính là nhà máy điện ở kế bên cái trường học của mình nha. Mà trời gì ngu như lau vô điện. Đây chính là cái nhà máy điện kế bên trường học. Thì các bạn hãy đẩy đối phương mình vào điện để cho nó bị điện giật. Mất nhiều máu lắm nha. Trời nè. Ê à, sao không bị dính vậy? Mày trời vô. Rồi con bồ này nó kéo. Nó kéo màn hình lại làm này không bị điện giật. Trời vô. Ê à.
ý mình đang đánh này mà sao tự nhiên kia nhảy vô vậy. Nè chọi là chọi vô, chọi vô à, các bạn nhớ chọi xong mà cho nó tưng vô, tưng vô một cái là bị mất hai lần máu, bị rớt xuống đất đúng không, đập động đất là mất máu, xong rồi rớt vô điện là mất thêm lần máu nữa. Ăn không kịp tô mì, ăn không kịp tô mì. Rồi không thay đồ. Ok, đây là màn thứ ba. À, hồi nãy là mình đang ngoài nhà máy đúng không, giờ là mình đi vô trong nhà máy gì đó. Ê sao hai tụi nó ngủ giờ tụi nó đánh nhau rồi đó. Nhìn mặc đồ là mình biết á, là mấy thằng này là kung fu. À, mặc cái quần không á, không mặc áo là kung fu. Những cái đoạn chân của tụi nó rất là mạnh, các bạn hãy để ý những cái chân của nó nha, và hãy đá tụi nó vào, đá tụi nó vào đó, đá tụi nó vào hầm gai cho tụi nó mất máu. Dạ như nãy mình đục vô mặt Ricky bộ mình rồi. Một thằng sắp chết rồi, đó chính là thằng Bát. Thằng Bát sắp chết rồi, thằng Harry đang mất kiến còn quá trời máu luôn á. Trời, thằng Harry này võ công cao cường nha, để mình xử nó. Yeah, cái gì kìa, máu kìa. Ăn đi bố, ăn đi bố, không ăn bồ ngu. Bồ ngu, để nó ăn luôn. Ây da, ăn bồ đập tao, đừng có đập tao. Tao chạy, mày xử nó đi. Ừ, mày xử nó đi bồ. Tao chạy, hết máu rồi. Con chó này nó bỏ công nó cao cường quá. Đúng rồi, đánh nó, cố lên. Tưởng được cậu vũ kìa, đục nó, đục vô mặt nó. Chết nè con. Yeah. Đó, chiến thắng nha. Mình đã lợi dụng đánh lén nó. Ôi, trở về phòng thay đồ rồi. À, không biết màn tiếp theo là màn gì đây. Đó chính là đi ra khỏi căn nhà máy rồi. Mày, nó ngu vậy. Trời, thằng chép ngu. Ê, ăn bồ mình ngu. Đừng có đâm bơm ba. Là đây. Hãy ném tụi nó vào bơm. Đúng rồi, hãy ném tụi nó vào bơm. Đúng rồi, đừng có đập bơm nha. Đó, để mình cuộn tròn lại tụi nó. Để mình cuộn tròn, chơi chi cuộn tròn nó nhiều máu lắm á. Cái này mình lại gần bồ mình nắm tay á, mình chơi được tuyệt chiêu á. Khi mà nắm tay là mình bấm nút đá là tuyệt chiêu. Còn mà khi mà đứng trên vai á, là mình bấm nút đấm là tuyệt chiêu. Ổng có một nút à, nhưng mà phải canh cái canh đi, canh cái thanh màu đen nó chạy. Nhưng mà cái thanh màu đen nó chạy ngay giữa mình bấm á là ra được cái chiêu á. Yeah. Thắng rồi. Mình á thì lên được 2 level, thằng Ricky đồng đội của mình cũng lên được 2 level luôn. Ồ, mà này có gai nè. Mà này đi tới khu rừng. Mình đi tới khu rừng gần trường học rồi. Đây là cặp đôi này có vẻ là đánh võ kung fu. Thằng Harry hồi nãy nó mạnh lắm nè. Thằng đã mất kiến á, phải cẩn thận mới được. Ê. Người đánh tao. Ôi, tiêu chiêu rồi, chạy đi. Quần đấy, tiêu chiêu dính tao. Bồ, cứu tao coi. Đúng rồi, đừng cho nó tiêu chiêu, đừng cho tiêu chiêu. Giết nó, thắm nó. Này, để tao lon này cho. Trời ơi, gì mà nhồi một cục. Cái gì mà một cục à, khó đánh vãi luôn á. Đó, tao lăn chúng mày thôi bộ. Đây, một thằng chết. Đụm, ủa đầy máu luôn kìa, mình ăn cái gì. Mình ăn cái gì mà đầy máu ghê vậy. Đây, để tao lon này cho, mày hả Harry. Ô, giời chết rồi. Ok. Ê, sông hổ rồi. Sông hổ rồi, mình đánh với sông hổ chưa ta? Ok, mình đánh với sông hổ nha. Đây có vẻ là võ đài. Võ đài của anh em sông hổ nè. Tụi nó đeo mặt nạ nha, chứ không phải là con hổ thiệt đâu nha. Tụi nó nói là tụi nó chưa bao giờ thua cái trận đấu nào. Bây giờ sẽ là cái trận thua đầu tiên của cuộc đời của tụi nó. Rồi, múc nè.
Chị đếm thì chứ mình mới level 6, tụi nó level 9 luôn mà. Hàng hàng ổn nè. Ê ê ê ê, đứng cho tụi nó level gần. Tụi nó level gần, tụi nó chill bây giờ. Ê ai 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 ai. Mày hả mày? Tại tao lon này cho, mày lon kia đi. Rồi mình cũng chọn. Ê bồ phá đảm. Bồ ngu chứ. Để ta ép góc nó cho. Đúng rồi. Rồi bồ lon kia đi. Tao lon này cho. Ừ lon kia đi bộ, lon kia đi bộ. Đây sẽ là trận thua đầu tiên của anh em hổ. Tụi nó nói là tụi nó vô đói trong cái trường học này, nhưng mà thực ra nếu mà không có mình. Ê à. Ê ai ai ai. Ê ai ai ai. Bồ bồ sao mày đánh tao. Cho bồ. Ê à. Hút nó. Mày lắm bồ. Sắp chiến thắng rồi bồ ơi. Yeah. Rồi cái con này sắp chết rồi nè. Cuộn tròn lại. Nó sắp chết rồi. Ê chạy đâu hả? Đừng cho tụi nó là gần, tụi nó là gần, tụi nó thì kêu á. Mà không phân biệt được nào với nào luôn á. Ý một con chết rồi, ăn máu đi, ăn máu đi. Bồ ngu ăn máu đi. Hay quá, bồ đầy máu rồi. Yeah. Để tao lo. Để tao lo cho, đừng có đứng gần chút. Chết hai đứa bây giờ. Ừ đánh ghê à, đánh ghê à. Đúng rồi em góc nó. Ê à, bồ ngu này. Thiệt bồ cũng ngu luôn á. Ê da Shiba. Đúng rồi đánh nó đừng đánh tao. Trời đánh cái làm bồ dân bút chỉ luôn. Ủa sao mình lên gói không trúng đấy ta. À trúng rồi nè. Yeah chết rồi. Chiến thắng. Đây hai anh chàng này đã gửi thư khiêu chiến và hai anh ta đã thua. Thôi hai anh nó đeo mặt nạ nha chứ không phải là con cọp thiệt đâu. Đây là trận thua đầu tiên trong cuộc đời tụi nó và tụi nó nói là một ngày nào đó sẽ tái đấu lại. Ok anh sẽ cho mày cơ hội tái đấu lại, hãy về luyện tập đi. Rồi mình phải chào tạm biệt cái thằng bạn của mình rồi, nó về tới nhà rồi. Sau khi chiến thắng cái đại hội võ lâm này là mình đã tiễn nó về nhà. Vậy là mình đã phá đảo được một cái con game đến từ tuổi thơ rất là hay. Xin chào và hẹn gặp lại ở các tựa game tiếp theo. Bye bye.